Rồi, hello nè ha. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của Mỹ Mô Tô ha. Thì hôm nay mình sẽ đến cái tiệm xe của anh Duy Hưng nè anh em. Tiếp tục mình lại cái địa phận của Lái Thiêu ha. Thì thuộc về tỉnh Bình Dương ha anh em. Đó. Về phần cái địa chỉ này anh em cứ nhấp vô tiêu đề ha, là sẽ gặp cái địa chỉ và số điện thoại luôn ha anh em. Anh em có nhu cầu về các cái dòng xe ở đây thì anh em cứ liên hệ ha. Nay mình sẽ quay và mình báo giá cho anh em xem tham khảo về các dòng xe ở đây nè anh em. Cũng có về rất là nhiều nè. Đây con Raider 3 xe chia nè anh em. Đó, 3 chiếc kìa. Màu đen nhám. Đen nhám, đen bóng là cũng có kìa. Đó thì mình sẽ xem xe và mình báo giá cho anh em luôn ha. Đó. Đầu tiên là con Suzuki xe chia này là đời bao nhiêu anh? 2019. Dạ con này là đời 2019 anh em ơi. Đây là màu đen nhám, màu mắt đen nhất. Dạ. Màu này là màu đen nhám, đen nhám nha anh em. Màu rất là mới luôn. Đó. Con này là giá nhiêu anh? Giá 50 triệu bao hồ sơ tất tần tật. Dạ, giá là 50 triệu ha anh em. Bao hồ sơ là anh em toàn quốc luôn ha. Đó. Xe này thì ok anh em luôn. Máy móc là ok luôn ha, còn mới chát luôn. Rồi kế tiếp cũng xe chia luôn nè anh em. Này con này là bóng nha anh em. Bộ áo là bóng nha, đen bóng. Nó máy còn mới ok luôn. Đó. Con này cũng đời 2019 ha anh em. Đó. Đó thì anh em cứ xem chi tiết tham khảo đi rồi mình sẽ báo giá sau ha. Đó, xem xong này báo giá luôn. Cho em xin giá này đi anh. Con này là giá bao nhiêu anh? Giá 50 triệu luôn. Cái này còn giá luôn, hai cái 2019 hết đó. Này là bằng giá hết ha nè anh. Bên đây cũng bằng giá luôn anh. Đó là ba con là đều đồng giá ha anh em. Con này thì đen nhám anh em ơi. Con bên đây đen nhám này, có con này là đen bóng nè. Con bên đây đen nhám luôn ha. Đó. Xe còn mới tinh luôn. Chưa có vết xước chạy luôn anh em. Con này là biển số 68. Máy móc còn bóng loáng luôn ha. Rồi tiếp tục là có con Sonic nè anh em. Con Sonic này mới quá nè. Máy móc là zin từ trong ra ngoài luôn ha anh em. Đó anh em giờ cũng thấy ha. Đó thì ở đây cũng có khách lại mua ảnh hay bận bận hay mình sẽ hỏi ảnh giá sao ha anh em. Xem xe đi. Xong mình báo giá đây cũng còn nhiều rất là nhiều dòng xe ha anh em. Trong đây nè. Winner rồi còn quá trời luôn. Thì ở trong cũng có thắt đó anh em. Chị ơi,
Em xin giá con này là giá bao nhiêu chị? 58 hả? Đó, 58 triệu anh em ơi. Con này giá hơi cao nhưng mà tương đối là con này là còn mới lắm anh em ơi. Chắc cái chủ trước là chạy không có được bao nhiêu nhưng mà người ta không thích là đổi xe đó anh em. Rất là mới luôn. Đó thì đây cũng có Suzuki đó nè. Hai con Suzuki. Con 67 con 83 ha. Chị ơi. Con này đi được 8.000 anh em ơi, 8.900 nè. Chị, cho em xin giá hai con Suzuki này bao nhiêu chị? 15.500. Ồ, con này là 14.500. Đó, con bên đây là 15.500. Còn mới anh em ơi. Vàng lông còn mới tinh luôn, không có vết chạy luôn anh em ơi. Quách chạy luôn. Em cứ xem tham khảo nha. Mình hỏi con ếch thác mo này luôn. Ếch thác mo này còn mới quá trời nè. Mới quá trời luôn anh em. Đây khách vô mua xe quá trời luôn anh em. Cho hỏi con này là 55 triệu số VIP. Biển số đẹp ha, 55 triệu. Con này là giá là 55 triệu nha anh em. Con này còn rất là mới luôn. Mấy dòng xe ở ngoài này mình quay nãy giờ là còn mới tinh luôn ha. Xài khóa thông minh luôn anh em. Mất cây nè. Còn rất là mới luôn. Thì khách cũng đang xem xe nè anh em. Hạt 35. Trong kia cũng còn. Giờ để mình vô đây mình hỏi chị mấy cái vàng trong đây mình báo giá cho anh em luôn ha. Chị ơi, cái cho em hỏi là nguyên cái vàng hạt 150 này là giá dao động bao nhiêu chị? Đó, nguyên cái vàng này thì tùy theo đời xe ha anh em. Tầm 30 là đến 40 nha. Dạ. Đó. Thì mình báo giá tổng tổng cho anh em vậy thôi ha. Anh em muốn chính xác hay là có nhu cầu về mua mấy dòng xe này thì anh em cứ đến địa chỉ hoặc cứ xem xe ha. Cho em hỏi hai con phiêu trời luôn đi chị. Từ đó 26 năm. Hai con đồng giá chị? Không, cái bên thì dễ hơn 25 năm. Ồ, con này là 25 năm. Con này là 26 triệu 500. Rồi. Con này là chạy mới có ngàn mấy cây à. Có rẻ luôn, đây còn Sonic nữa nè anh em. Sonic 2 con. Còn Sachia 2 con. 3 con luôn. Vàng mặt kia luôn. Cho em hỏi giá con này luôn đi chị. 58. Còn rất là mới anh em ơi. 58 triệu nè anh em. Còn mới tinh luôn ha. Xe này mới bây giờ là từ 6 mấy anh em. Giấy tờ là luôn là 6 mấy đó. Xe này còn mới lắm ha. Coi ra đi được bao nhiêu rồi. Đi được mới có 2.000 mấy cây anh em.
người ta không thích đó rồi người ta đổi xe đó anh em, cho nên đi ít vậy. Cái bên này luôn chị, cho em xin giá con này luôn ha. Ờ, con này rẻ hơn ha, 52 triệu. Rồi. Con này là 11.000 cây. Cái này đời nhiêu chị? Đời 27. Rồi, em hỏi Sachia luôn đi chị ơi. Sachia này đời nhiêu chị? Ờ, đời 28, chạy đi được mới có 3.000 cây à. Nhiêu? 34 à? Ờ, 54 triệu. Rồi. Con này thì cái lốc đen, con bên đây lốc 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 đồng anh em ơi. Bên đây lốc đen, con này lốc đồng giá như được. Đồ ra quá anh ơi. Con này là giá giá bao nhiêu vậy? Cái này đây đồ 44 triệu. Đó. Thì giá cả đây thì tùy theo dòng xe, thì tùy theo hiện trạng của xe ha anh em. Anh em đừng có nói mà mắc rẻ anh em. Đó. Trong kia có ít hát đó kìa. Rồi. Cho qua cái tới cái con tai chia này đen nhám nè anh em. Còn đen con nữa nè. Cho em xin giá con này luôn đi chị. 48 chị. À, 48 triệu. Này đời 29 á chị. Đời 28. Rồi. Rồi đây còn Winner nè anh em. Winner vàng. Winner này giá nhiêu chị? 32.500. À 3.500 anh em ơi. Rồi, vàng, máy móc im. Cho em hỏi con màu trắng luôn chị ơi. 31 triệu. Bao hồ sơ gốc nha anh em. Đó. Thì mình sẽ hỏi dài qua đây luôn. Có Winner X nè anh em. Winner X nè. Nói người ta mua rồi dạng người ta cứ có anh em mà có điều kiện đó anh em. Có điều kiện người ta không thích nữa chạy nữa, người ta mua về người ta chạy cái mới có mấy ngàn, cái người ta mua xe mới, người ta đổi xe mới anh em. Có xe cũ cho anh em mua luôn ha. Thì Winner X này cho em hỏi giá luôn nè chị. 41 năm. Đó thì chỉ để lại cho anh em là 41.500 nè anh em. Xe này còn rất là mới luôn, mới tinh luôn. Bóng hới luôn ha, anh em cũng thấy vậy ha. Vàng ảo là mới bóng luôn. Xe này đi rất được có mấy ngàn hả chị? Mấy trăm cây hả? Ồ đi được có mấy trăm cây anh em.